cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bùi văn tú hộ khẩu thường trú tại phường đa tốn huyện gia lâm hà nội và năm đối tượng khác có liên quan theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Bùi Văn Tú chỉ đạo các đối tượng trong ổ nhóm làm thủ tục để thành lập một loạt công ty, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Hoài An Phát, trụ sở tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ. Các doanh nghiệp này được thành lập nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất và nhân công lao động, mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn chuyển tiền cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên phạm vi hoạt động liên tỉnh tính đến thời điểm bị phát hiện tú đã cùng đồng bọn bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng không có hóa đơn kèm theo cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng